Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lam Diễm Đột Kích là bộ phim nói về những người lính cứu hỏa, những anh hùng trong đám cháy. Là cái nghề khi mà người ta chạy ra thì những người lính cứu hỏa lại liều mình chạy vào để dập tắt đám cháy, cứu người. Lam Diễm Đột Kích kể về người lính cứu hỏa Lý Khê Thành do Nhậm Gia Luân thủ vai. Nữ diễn viên Trần Tiểu Vân vào vai nữ chính Ôn Diệc Băng, người yêu của nam chính. Lý Khê Thành gia nhập đội cứu hỏa với một nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng lại bị hiện thực tàn khốc đánh bại. Để trở thành một người lính cứu hỏa chuyên nghiệp, anh phải trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt cùng với các kinh nghiệm thực chiến tại hiện trường các vụ hỏa hoạn, cháy kho, rò rỉ hóa chất, tai nạn xe và các vụ cháy lớn để trau dồi cả về thể lực và ý chí. Cùng ăn ngủ trải qua huấn luyện cùng với thực hiện các vụ cứu hỏa, Lý Khê Thành và đồng đội cùng nhau từng ngày trưởng thành trong hiện thực khắc nghiệt. Lam Diễm Đột Kích ngoài khắc họa nghề nghiệp của những người lính cứu hỏa một cách chân thực, từ khó khăn nguy hiểm khi tiếp cận hiện trường, thử thách sự sống và cái chết cách nhau gang tấc, còn là những chuyện tình yêu đẹp đẽ của những người lính, những hy sinh của người con gái khi bản thân có người yêu làm lính cứu hỏa. Đảm nhận vai nữ chính Ôn Diệc Băng là nữ diễn viên Trần Tiểu Vân. Trần Tiểu Vân sinh năm 1990, trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô từng là vận động viên thể thao. Trần Tiểu Vân được học múa ballet từ nhỏ. Sau này do tình trạng sức khỏe không tốt cùng bệnh hen suyễn hành hạ mà cô phải từ bỏ giấc mơ ballet của mình. Sau khi từ bỏ bộ môn múa, Trần Tiểu Vân tham gia cuộc thi bơi lội và gây được sự chú ý với cư dân mạng vì gương mặt đẹp và thân hình chuẩn. Sau đó cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn làm phim và bén duyên với nghề diễn viên từ năm 2010. Cô được nhiều người biết đến với vai diễn tỏa tâm trong Như Ý Chuyện. Trong phim, cô cung nữ của Nhàn Phi Như Ý vướng vào chuyện tình tay ba với thái giám Lấy Ngọc và thái y Giang Lăng Bân. Năm 2019, Trần Tiểu Vân bắt gặp hẹn hò với nam tài tử Hồng Lâu Mộng, Vua Tiểu Đồng. Cả hai còn cùng nhau tham gia đại hội thể thao dành cho nghệ sĩ 2019 do Đăng Tấn sản xuất. Sau khi giành được chức quán quân, khi được hỏi về cảm xúc của mình, thay vì phát biểu cảm nghĩ, nam diễn viên lại công khai bày tỏ tình yêu với bạn gái. Trần Tiểu Vân, anh yêu em. Hàng ngàn khán giả tại hội trường cùng với nghệ sĩ đã phấn khích trước sự bày tỏ tình cảm nhiệt tình của Vua Tiểu Đồng. Trong suốt cuộc thi, anh cũng ghi lại các màn biểu diễn của Trần Tiểu Vân khiến cho thanh niên dùng mạng 2G Châu Trấn Nam phải nhắc nhở. Anh công khai như vậy không tốt đâu. Anh ghi hình chị ấy làm gì? Điều này khiến khán giả xem show bật cười, nói đùa rằng Châu Trấn Nam vẫn dùng mạng 2G thay vì 4G, nên mới không cập nhật được thông tin Vu Tiểu Đồng và Trần Tiểu Vân đã công khai hẹn hò rồi. Nam diễn viên Nhậm Gia Luân trong vai người lính cứu hỏa Lý Khê Thành nhờ vai diễn Quảng Bình Vương trong Đại Đường Vinh Diệu, anh được khán giả biết tới nhiều hơn. Sau bộ phim này, mặc dù trở thành nam minh tinh được các fan nữ quan tâm nhất, nhưng ngay vào lúc này, anh đã công khai bạn gái đã bên mình nhiều năm từ khi anh còn chưa nổi tiếng. Sau đó một năm, vào một ngày đẹp trời, anh đã khoe với người hâm mộ rằng mình đã lên chức cha. Một người đàn ông ngay tại thời điểm đang hot, lại công khai bạn gái, kết hôn rồi sinh con, không phải ai cũng có thể làm được. Nhậm Gia Luân trở thành hình mẫu của một người đàn ông gia đình lý tưởng của chị em phụ nữ. Đến năm 2019, khi bộ phim Cẩm Y Chi Hạ của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận lên sóng, tên tuổi của anh mới có nhiệt độ trở lại sau Đại Đường Vinh Diệu vào năm 2016. Sau sự trở lại của Cẩm Y Chi Hạ, liên tiếp nhiều bộ phim của Nhậm Gia Luân đã đóng máy từ lâu đã được lên lịch phát sóng vào năm 2020. Bộ phim Dân Quốc Thu Thiền diễn cùng với nữ diễn viên Lý Mạn được hai đài Đông Phương và Chiết Giang mua bản quyền phát sóng trong tháng 5 2020. Bộ phim Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ đã xác nhận lên sóng trong tháng 6 2020, phim do Nhậm Gia Luân và Trương Huệ Văn diễn chính. Ngoài ra trong năm 2020, Nhậm Gia Luân cũng đã tham gia vào đoàn phim mới cùng nữ diễn viên Hình Phi trong bộ phim hiện đại Tiểu Thư Quạ Đen và Tiên Sinh Thần Làn, phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm 2021. Lam Diễm Đột Kích khai máy vào tháng 6 2019. Đoàn làm phim đã trải qua những ngày mùa hè nắng nóng và cả mưa lớn. Các cảnh quay ngoại cảnh phải đi nhiều nơi như đường lớn, cảng biển và cả đường núi, cố gắng tái hiện hiện trường các cảnh huấn luyện và cứu hộ khẩn cấp hàng ngày của đội cứu hỏa một cách sinh động và chân thực nhất với thực tế. Trải qua hơn 100 ngày quay phim, đến tháng 10 cùng năm, đoàn phim đã hoàn tất mọi cảnh quay và tiến hành vào giai đoạn hậu kỳ của phim. Hiện đoàn làm phim chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về lịch chiếu. Có nhiều nguồn tin cho rằng phim sẽ ra mắt trong cuối năm 2020. Khi phim có lịch chiếu cụ thể, kênh của May sẽ đăng ngay dưới phần bình luận. Lam Diễm Đột Kích, Nhậm Gia Luân và Trần Tiểu Vân sẽ gặp lại mọi người trong lịch chiếu sớm nhất.